Chào tất cả các bạn. Thì sáng nay chúng ta sẽ đi bắt tổ kiến vàng. Nó làm tổ ở trên cái cây sầu riêng ấy. Mình bắt về để mình cho chim ăn. Với lại tiện thể làm clip cho các bạn xem là kiến vàng, tổ kiến vàng nó trông như thế nào. Lô nhà mình đây. Chúng ta gần tới nơi rồi. Còn vài chục mét nữa. Mình bắt ở trên cái cây sầu riêng ấy. Đây này, cái cây sầu riêng ngay đây rồi. Đây. Các bạn nhìn nhá. Đằng sau lưng mình là cái cây sầu riêng. Các bạn thấy ở trên ngọn ấy. Ở trên ngọn là quá trời tổ kiến vàng luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ leo lên cái cây đó mình bắt cho các bạn xem. Chào tất cả các bạn. Đây mình đang ở trên ngọn cây này. Đấy, mình đang cách mấy cái tổ kiến vàng này khoảng tầm 1,5 mét đến 2 mét thôi. Ok, và bây giờ mình sẽ hái nó xuống. Nó đang tập trung, nó cắn mình rất là đau. Rồi, một ổ đã rơi xuống đất rồi. Ok, còn ổ nữa. Lấy luôn. Hai ổ, còn một ổ nữa. Kiến đông quá, cắn mình te tua luôn. Cắn ở chân, cắn ở cổ, cắn ở khắp người luôn. Đập cho kiến rớt bớt xuống đất đi đã. Quên mang theo cái cà mấu chứ không thì nó chết với mình. Thôi được rồi, cái ổ đấy xa quá, mình sẽ bỏ qua. Mình xuống mình lấy mấy cái ổ gần này xuống cho các bạn xem. Trời ơi, nó cắn mình ghê quá. Vừa nãy leo lên cây thì mình lấy được hai cái tổ xuống. Một tổ thì không có gì, còn một tổ mình đang để xuống kia. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vào. Các bạn xem. Chúng ta sẽ lấy nó ra. Đây, các bạn quan sát sản phẩm của chúng ta đây. Một cái tổ kiến vàng khá là to. Đấy, các bạn thấy kiến bu đầy không? Bọn này nó cực kỳ hung hãn và rất là thiện chiến các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra ngoài đường lô nhá. Sau đó chúng ta sẽ khạy ra xem bên trong nó có cái gì. Nó cắn mình đau quá. Đến bây giờ mà vẫn còn vài con kiến nó đang ở trong áo mình đây này. Đây, sản phẩm của chúng ta đây. Bây giờ mình sẽ mở nó ra. Đây, thưa tất cả các bạn, đây chính là bên trong của tổ kiến vàng. Các bạn biết tại sao mình phải nhảy lâm ba đa thế này không? Bởi vì là nếu mà mình không nhảy thì nó sẽ tấn công rất là nhanh. Đây, các bạn thấy rằng là có rất là nhiều kiến con. Đấy,
Cái này mà để nó phát triển mạnh thì có thể là hư luôn cây sầu riêng. Đây, chúng nó đang tấn công cái chân của mình này. Các bạn thấy rằng là chúng bò lên và chúng cắn cả hai chân. Rất là đau. Trời ơi. Rồi, thôi chúng ta dọn dẹp nó để đi về nào. Cắn thế này thì về sốt mất thôi. Thì sau một hồi loay hoay gỡ kiến thì cuối cùng mình cũng đã gỡ được hết cái đống kiến ở trên chân mình. Phải nói bọn này cắn đau tê tái và cực kỳ thiện chiến. Đây, hiện tại đang có một con. Nó đang ở trên tay mình này. Đấy, nó đang tặng cho mình thêm vài phát cắn kỷ niệm nữa. Và chắc chắn là đây là lần cuối cùng mình đi bắt tổ kiến vàng. Một công việc khá là dại dột. Rồi thì tổ kiến vàng nó là như vậy. Mình thích bọn kiến này bởi vì cái tính thiện chiến của nó. Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ tổ và bảo vệ đồng loại. Tuyệt vời. Rồi, chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip tiếp theo.